Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 10 năm 2018, top 3 con giáp cực kỳ may mắn được thần Phật hết lòng phù hộ. Bạn có biết tử vi tháng 10 dương lịch đã chỉ ra trong tháng này có 3 con giáp may mắn vô cùng, lộc trời lộc trần cùng hưởng hết không? Cùng Địch Nghề Tốt xem ngay sau đây nhé. Tuổi Sửu, xem tử vi khoa học, người tuổi Sửu trong tháng 10 này quả là xứng đáng là một trong những con giáp may mắn hết phần thiên hạ. Chẳng những tiền bạc dồi dào mà đường tình duyên cũng rộng mở, sự nghiệp hanh thông, phát triển không ngừng. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, thậm chí bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình nên chuyện thăng quan tiến chức cũng không có gì là lạ. Tuổi Châu vốn chăm chỉ cần cù, lại có người cất nhắc, tiến cử thì như hổ mọc thêm cánh, càng ngày càng thể hiện được tố chất vượt trội của mình. Con giáp này sẽ vượt qua những thách thức ở trước mắt một cách dễ dàng và giành được thành công trong ánh mắt tâm phục khẩu phục của mọi người xung quanh. Công việc làm tốt nên chuyện tiền bạc càng chẳng phải bàn nàn, tài lộc chảy ào ào vào túi tuổi Sửu. Người làm công ăn lương có thêm nhiều khoản thu nhập nhờ lương thưởng đều tăng lên, bản mệnh cũng có thể sẽ thử sức mình thêm ở những lĩnh vực mới. Người làm kinh doanh có cơ hội đầu tư phát tài rất tốt, nếu bản mệnh biết nắm bắt cơ hội, nhanh nhạy đón đầu thì chắc chắn là khả năng thành công sẽ cao mà lợi nhuận cũng sẽ chẳng thể thấp được. Chỉ có điều nên thận trọng trong khi tiến hành để tránh bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt mà thôi. Đường tình duyên thăng hoa rực rỡ, các cặp đôi không còn nảy sinh nhiều mâu thuẫn tranh cãi như trước đây nữa. Những vấn đề tồn đọng được giải quyết, đôi bên cùng thông cảm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Tuổi Dần, theo dõi tử vi tháng 10, người tuổi Dần được thần Phật che chở nên vô cùng may mắn, vận khí hưng vượng, làm gì cũng dễ dàng. Đường tài lộc càng ngày càng vượng phát, tiền bạc dồi dào chẳng cần lo lắng gì nhiều. Con giáp này có thể thoải mái tiến hành những dự định của mình trong công việc, không phải cân nhắc quá nhiều vấn đề như trước nữa. Tinh thần thoải mái lại có nền tảng vững vàng nên mọi chuyện trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Không có khó khăn trở ngại nào có thể làm khó được tuổi Dần. Bản mệnh còn đang sống trong cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc, vợ chồng dành cho nhau sự quan tâm và chăm sóc chu đáo, sẵn sàng khi hỗ trợ đối phương cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Tổ ấm gia đình mang đến cho con giáp này sự bình an cũng như cho tuổi Mão trở nên can đảm hơn, dám đối đầu với những sóng gió trong cuộc đời phía trước. Tuổi Mão, với người tuổi Mão, tử vi tháng 10 dương lịch này cho thấy con giáp này đang gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, bản mệnh có thể giành được những mục tiêu tự mình đề ra cũng bằng chính khả năng của mình. Con giáp này không ngại khó ngại khổ mà luôn cố gắng hết sức mình, tận dụng mọi lợi thế mình đang có để thành công. Các mối quan hệ rộng giúp cho tuổi Mão tiến hành nhanh hơn trên con đường sự nghiệp và tài lộc. Đây là thời điểm rất tốt để tiến hành các dự án kinh doanh, đầu tư mới. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng kiểm soát tình hình, đi cùng với tin vui về tài lộc là tin vui về đường tình cảm. Người độc thân có điều được mình muốn, là người có đôi cũng thỏa mãn với những gì mình đang có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.